Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tặng cho các bạn là các phiếu quà tặng. Đây là phiếu quà tặng của Omo Univer. Rồi, đây là các cái mã mà mình chưa sử dụng nhé các bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ tặng các bạn là hai mã. Mọi người xem video thì nhớ bình luận cho mình một bình luận và đăng ký kênh nhé. Đây các bạn nạp một phiếu này thì các bạn sẽ được 15.000 và cơ hội trúng thưởng là iPhone 11 hoặc là lá vàng 10 chỉ. Đây là các bạn có hai cách. Cách thứ nhất thì các bạn là sẽ vào là quét mã QR bằng Zalo này. Hoặc là truy cập vào trang web tetxanh.quatặng.univer.vn. Và các bạn làm theo hướng dẫn, nhập mã quà tặng. Mã quà tặng ở bên trên này nhé các bạn nhé. Đây, 9IH8M 5L. Còn các bạn là sẽ nạp được cho là Viettel này, Vinaphone này, Mobifone này, Việt Nam Mobile cũng nạp được các bạn nhé. Còn đây là G Mobile. Ở đây thì hiện tại là đang có hiển thị là 4 nhà mạng thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn là dùng Việt Nam Mobile thì các bạn vẫn nạp được nhé. Tại vì SIM của mình là SIM Việt Nam Mobile. Thì mình vẫn nạp được. Đấy, có hai cách đây. Còn cái phiếu này là có tác dụng là đến 23 tháng 1 năm 2020 thôi các bạn ạ. Nếu mà ai mà nhận cái mã quà tặng này mà thành công rồi thì làm ơn là hãy bình luận một 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 bình luận ở đấy để mình biết nhé. Mà nếu mà ai mà quay may mắn mà có được giải thưởng thì các bạn nhớ bảo mình nhé. Đây mình tiếp tục là mình mở một phiếu thứ hai này. Phiếu quà tặng là 52KUS1Z. Các bạn nạp là sẽ được 15.000. Nếu mà các bạn mà không nạp để lấy tiền ấy thì các bạn là sẽ trồng trồng cây. Trồng cây nhé các bạn nhé. Đây video này thì mình sẽ tặng các bạn là hai thẻ. Và mình sẽ làm tiếp tục các video tiếp tục. Rồi. Đấy các bạn nhìn rõ nhá. Hai mã đây. Rồi. Mỗi một số điện thoại thì chỉ được là hai mã thôi nhé các bạn nhé. Rồi. Rồi, chào các bạn nhé.